Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma. Với rất là nhiều video ngoài kia nhưng mà mọi người vẫn lựa chọn video này, Nam chân thành là biết ơn vì điều đó. Mọi người yêu thương nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người, có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Không phải đợi chờ lâu nữa, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một đầu tuần nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của chị này kể lại thì chị nói rằng vào trong cái năm đó thì tự nhiên cái người dì của chị đột nhiên qua đời một cách rất là kỳ lạ. Mọi người trong gia đình, người thân dòng họ mới vội đi coi thầy bà đó để mà tìm ra được cái ngày giờ để mà làm cái buổi tang lễ cho cái người dì này. Thì lúc đó cái người thầy mới nói rằng là dì của chị đã chết vào trong một cái giờ rất là xấu, và kéo theo đó là cái hệ lụy trùng tang. Một năm sau thì gia đình của chị sẽ tiếp tục có một người nữa mà ra đi. Mọi người xung quanh trong gia đình dòng họ ai cũng lo sợ hết, mới hùng hạp tiền lại để mà làm những cái buổi lễ thiệt là lớn để mà cúng kiến. Rồi suốt cả một năm trời là dòng họ của chị đi làm từ thiện, rồi đi giúp đỡ cho thật là nhiều người để cầu mong rằng cái phước nó sẽ cứu giúp được gia đình dòng họ. Nhưng mà không, đúng một năm sau thì cái người cậu của chị tự nhiên ngày hôm đó bị đau bụng rất là dữ dội luôn. Gia đình mới vội đưa vào trong bệnh viện để mà cấp cứu, nhưng mà khi tới bệnh viện thì cậu của chị cũng chết luôn. Bác sĩ thì khám nghiệm tử thi rồi làm đủ mọi xét nghiệm hết, từ xét nghiệm máu nè, rồi xét nghiệm dịch nè, chụp MRI, chụp CT, rồi siêu âm, đủ trò hết, nhưng mà không ra bất cứ một cái kết quả, một cái kết luận nào về cái chết của người cậu cả. Chết một cách kỳ lạ luôn. Tiếp tục gia đình dòng họ phải đi coi thầy, thì cái người thầy nói rằng nha, cái việc này nó sẽ không có kết thúc cho đến khoảng độ là một năm sau, khi mà trong gia đình của chị á có thêm một người nữa ra đi thì cái việc này nó sẽ được chấm dứt. Nghe tới đó thì mẹ của chị mới thốt lên một cái câu như vậy á: nếu thật sự mà cần một người nữa phải chết thì nguyện cho mẹ của chị là cái người sẽ chết, để lại tất cả những người còn sống á sống được một cái cuộc sống vô cùng là yên ổn. Chị nghe tới đó là chị muốn bật khóc luôn. Bởi vì chị cũng không có trách mẹ của mình được cho lắm. Mẹ của chị là cũng thương mấy cậu mấy dì, bởi vì đều là anh em ruột thịt với nhau hết mà. Không lẽ là người này sống người kia chết, nên đâm ra mẹ của chị là cái người thốt ra cái câu sẵn sàng hy sinh để tất cả những người trong gia đình được sống. Và rồi trong suốt cả một năm trời nha, ngày nào chị cũng sống trong cái nỗi niềm thấp thỏm lo sợ là mẹ của chị sẽ ra đi rồi bỏ rơi chị vậy đó. Chị stress tới mức mà chị sụp hẳn gần độ là 30kg. Chị thường xuyên là dẫn mẹ đi chùa nè, đi làm từ thiện, đi phóng sanh, nói chung là làm rất là nhiều việc tốt để mà cầu mong mẹ của chị phải sống thọ với chị. Cho đến khoảng độ là thời điểm đó là mẹ của chị có đi soi căn á, thì cái người mà soi căn cho mẹ của chị mới nói rằng á, là không tài nào có thể nhìn thấy được tương lai của mẹ của chị. Thì nghĩ thử xem, khi mà người ta phán như vậy á, thì mẹ của chị cũng biết chắc chắn rằng á, là cái số kiếp của mẹ của chị là chắc chắn là tận rồi. Thì năm đó là mẹ của chị được khoảng độ là 59 tuổi. Đúng một năm sau, sau cái chết của cái người cậu của chị á, thì cái ngày hôm đó là 25 Tết, chỉ còn mấy ngày nữa là Tết thôi. Thì mẹ của chị mới nói với chị là tự nhiên mẹ cảm thấy mệt quá, thôi mẹ đi vào bên trong phòng để mà mẹ nằm nghỉ. Và đó cũng là lần cuối cùng mà chị được gặp mẹ của mình. Ngay ngày hôm đó, mẹ của chị đã hoàn toàn ra đi. Chị thật sự rất là sốc luôn. Cái Tết của gia đình người ta là gia đình nè, anh chị em, ba mẹ, con cái, ông bà sum họp lại với nhau. Nhưng mà cái Tết của gia đình chị là chỉ có những cái tiếng khóc, rồi những cái tiếng kèn trống, tang lễ, đau đớn tột độ luôn. Chị dường như là muốn chết theo mẹ của mình, nhưng mà mọi người thân trong gia đình cố gắng để mà trấn an chị, để mà kêu chị phải sống, để mà tổ chức tang lễ cho mẹ, rồi còn phải cúng kiến cho mẹ vào những cái thời điểm ngày sau nữa. Suốt khoảng thời gian đó là chị thường xuyên chị ngủ, là chị nằm mơ thấy mẹ của mình. Chắc là do chị nghĩ về mẹ mình nhiều quá nên là chị mới mơ thấy như vậy. Và đỉnh điểm là cái hôm đó là vào 49 ngày của mẹ.
chị có mời một cái vị sư thầy về nhà để mà cúng kiến cho mẹ của mình. Và sau đó là cái vị sư cạo hết toàn bộ tóc của chị luôn. Bởi vì thật sự là chị buồn quá, chị nhớ mẹ của mình quá, chị muốn cạo hết toàn bộ tóc như vậy để mà cố gắng tu tập, để mà hồi hướng cho mẹ của chị. Ngày hôm đó, sau khi mà cái buổi 49 ngày nó kết thúc á, thì chị vào đêm á, chị có thắp lên trên cái bàn thờ của mẹ mình ba cái cây nhang, chị thắp lên, rồi chị kéo cái ghế ra để mà chị ngồi đối diện với cái hình thờ của mẹ mình á, để mà chị nói chuyện. Chị mới nói là: mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, rồi nhớ về những cái kỷ niệm, rồi con nhớ về những món ăn mà mẹ nấu cho con mỗi ngày á, nhớ những lúc mà con với mẹ cùng nhau đi chùa, rồi cùng nhau đi phóng sanh, rồi những lần mà mẹ con mình cùng đi mua sắm với nhau á. Chị kể lại những cái câu chuyện mà chung với mẹ của mình á, chị nhớ nhiều lắm, chị khóc quá trời là khóc luôn. Thì khi ấy á, mọi người tưởng tượng nổi không, chị mới cố gắng, chị trấn an bản thân mình, rồi chị nói là cái lần này là lần cuối cùng, kiểu như là con khóc, con nhớ về mẹ, những lần sau là con sẽ không khóc nữa đâu, con sẽ cố gắng con sống thật tốt, con sống cho cái phần đời của con, và cũng như là con sống cho cái phần đời của mẹ khi mà mẹ không còn ở bên cạnh con nữa. Khi ấy thì tự nhiên cái đèn nguyên một cái căn nhà nó tắt hết toàn bộ luôn. Chị mới thấy là ba cây nhang nha, nó sáng rực lên, giống như là ai thổi hay là quạt vào trong ba cây nhang để mà cho nó sáng lên vậy đó. Chị mới nhìn thấy là cái tấm hình thờ của mẹ chị á, nó được ba cây nhang nó sắp thắp lên. Chị mới thấy được là cái khuôn mặt của mẹ chị ở trên cái bàn thờ nhếch miệng lên để mà cười nhìn chị. Trời ơi, là chị thấy cái cảnh tượng đó, chị giống như là phát điên vậy đó. Nước mắt của chị cứ như vậy mà rơi, bởi vì chị biết rằng là mẹ của chị đã nghe thấy được những cái lời mà chị hồi nãy tới giờ chị đã nói chuyện với cái tấm di ảnh đó. Khóc ơi là khóc, khóc như điên, như dại, như chết đi sống lại trong cái ngày hôm đó. Và sau cái ngày hôm đó, chị cố gắng chị sẽ sống tốt hơn, làm nhiều việc thiện, việc tốt hơn để mà hồi hướng cho mẹ của mình, để mà mong rằng mẹ của mình sẽ sớm ngày được siêu thoát, rồi mẹ của mình sẽ đến được một cái nơi mà an nhàn hơn, ở một cái kiếp số nào khác. Câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay của một anh tên là Hồ kể lại, thì anh nói rằng đây là câu chuyện do bà nội của anh kể lại cho anh nghe. Thì bà nội của anh nó sống ở dưới quê một mình thôi. Cái lý do tại sao mà bà nội sống một mình là do bà nội có 5 người con, nhưng mà chỉ có duy nhất một mình ba anh là con trai thôi. Cho tới thời điểm đó thì ba của anh ly dị với mẹ, nên là bà nội không có muốn ở chung với ba nữa. Nhưng mà bà nội còn 4 người con gái còn lại. Con gái thì người ta lấy chồng, người ta ở bên nhà chồng mà. Bà nội đâu thể nào mà qua bên nhà chồng của con gái mình để mà ở đâu. Rồi những cái lời dị nghị, những cái lời bàn tán xung quanh thì như thế nào. Thế nên là bà nội mới quay trở về quê, ở lại nhà của ông cố, và một mình bà nội ở nơi đó thôi. Nên khi mà những cái đợt mà hè đó anh được nghỉ học, thì anh quay trở về quê để mà thăm bà nội của mình. Cái đêm hôm đó thì anh đang ngồi dang võng để mà chuẩn bị chui vào trong giường để mà ngủ đó, thì anh mới thấy là bà nội ngồi ở trên cái ghế bố đó, đung đưa qua như vậy. Thì anh mới lại bắt cái ghế kế bên ngổ bà nội để mà ngồi nói chuyện với nội. Lúc đó thì bà nội mới nói với anh rằng: tính ra là cũng 8 tháng rồi con mới quay trở về quê đúng không? Thì anh mới kêu là: dạ, tại vì con bận đi học đó nội. Thôi thì để bây giờ con ở lại đây con chơi với nội, rồi đến hè năm sau con lại quay trở về con thăm, con chơi với nội nữa nha. Thì bà nội của anh mới kêu là: chắc gì có năm sau nữa con ơi. Khi mà anh nghe như vậy thì anh mới kêu: ui, nội đừng nói bậy, con nghe mọi người nói là nội khỏe tới mức mà nội có thể lội bộ đến khoảng độ là 5-6-7 cây số mà, nội nói gì mà tự nhiên nội nói lại như vậy. Thì bà nội anh mới kêu là: đâu có biết trước được chuyện gì đâu con, cũng giống như năm đó đó, xém tí nữa là nội đã ra đi rồi. Anh nghe như vậy á, thì anh mới kêu nội anh là: chuyện là như thế nào, nội kể cho con nghe đi. Thì bà nội của anh mới bắt đầu kể lại cái câu chuyện của nội cho anh nghe. Vào cái thời điểm năm đó là bà nội của anh là 31 tuổi. Thì ông nội của anh á, cái ngày hôm đó là có đi chặt măng ở trong một cái bụi tre, thì vô tình đạp trúng một cái quả bom mà nó từ thời xưa đó. Ông nội của anh á, bị nổ banh xác chết ngay tại chỗ. Sau cái chết đó của ông nội thì ông cố nội của anh á, tức là ba chồng của bà nội đó, mới đuổi bà nội cùng với 5 người con ra khỏi nhà luôn, với một cái lý do là cái số của bà nội á, là sát chồng, dẫn tới cái chết của ông nội, dẫn tới cái chết của người con của ông cố nội đó. Nên là ông nội ổng bực mình, ổng tức lắm, ổng mới đuổi bà nội ra khỏi nhà luôn. Đau đớn lắm,
chồng vừa mới chết mà bây giờ còn bị ba chồng đuổi ra khỏi nhà, lay lắt ở ngoài đường, mà tới tận 5 người con. Cái người con lớn nhất của bà nội thời điểm đó là 12 tuổi, còn cái đứa con nhỏ nhất là vẫn còn đỏ hỏn, còn bế trên tay như vậy nè. Bà nội bắt buộc là phải quay trở về nhà của ông cố ngoại để mà ở, có nghĩa là cái nhà ở thời điểm hiện tại luôn. Nội nói rằng là khổ trăm bề luôn. Chồng thì mất, bị đuổi ra khỏi nhà chồng, mà con cái thì còn nhỏ dại nheo nhóc như vậy á, làm đâu có đủ ăn đủ mặc tới đâu đâu. Nhiều khi là nội muốn tự vẫn để mà chết theo chồng của mình luôn rồi. Nhưng mà nghĩ lại, nếu như mà nội chết thì ai sẽ là người ở lại để mà lo cho mấy đứa con của mình? Thế nên là nội cố gắng vực dậy bản thân để mà đi làm lo cho mấy đứa con của mình đó. Ngày hôm đó thì nội có đi làm ruộng, cho tới chiều thì nội mới vác cuốc để mà quay trở về nhà. Vừa mới đi cách được cái ruộng khoảng độ là 2-3 bước chân thôi, thì tự nhiên nội mới thấy là đầu của mình nó quay cuồng trong mơ hồ luôn. Đôi mắt thì nó nặng trĩu, mới thấy là bầu trời tự nhiên nó sáng trưng như vậy, nó biến thành một cái màu đen. Tai của nội thì đinh 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 quá trời là những cái tiếng nhức đầu. Và rồi nội mới xỉu một cái đùng luôn. Cho tới khi mà nội mở mắt ra thì nội thấy là trời bình thường, sáng trưng như vậy, và nội vẫn nằm ở kế bên một cái ruộng. Nhưng mà cái điều lạ đây á, là cái con đường mà quay trở về nhà của nội á, thời điểm trước rõ ràng là nó được trải sỏi rồi. Vậy mà lúc này khi nội tỉnh dậy á, thì nội thấy toàn là sình lầy đất cát thôi. Và hai phía bên đường á, toàn là cỏ cây rất là tùm, và những cái căn nhà hoàn toàn lạ lẫm so với cái con đường thường ngày mà nội vẫn đi quay trở về nhà của mình đó. Nội mới thấy là ủa sao lạ dữ vậy ta. Nhưng mà nội vẫn khẳng định rằng đây là cái con đường mà nội biết để mà quay trở về nhà. Rồi cứ như vậy mà nội đi, nội cứ đi hoài càng đi á, thì nội mới thấy nhận ra là cái con đường ngày hôm nay sao mà nó lạ lẫm như vậy. Cho tới khi nội nhận ra là nội đã tới được nhà của bà hai với lại là ông ba rồi. Nhưng mà nội mới thấy là không thấy nhà của mình đâu cả. Nội mới đi qua đi lại hoài, nhưng mà vẫn không tìm thấy được nhà của mình. Cho tới khi mà trời sập tối luôn rồi, thì nội mới nhìn thấy từ phía xa là một cái căn nhà rất là bự luôn. Nó to ơi là to, mà nó sơn nguyên một cái màu đỏ chót, mà nó cao khoảng độ là 7-8 tầng vậy đó. Và rồi đằng trước cái căn nhà này là hai cái cây cột gỗ bự dữ. Nội mới không tìm được nhà của mình nên là nội mới tính đi tới chỗ đó. Thì khi tới chỗ đó, nội mới thấy là đằng trước của cái căn nhà này nó có hai cái tấm cửa bự cực kỳ luôn, mà cái tay nắm cửa của nó bự bằng cái đầu của một cái đứa con nít. Nội chưa kịp làm gì thì nội mới thấy là cái cánh cửa này tự động nó mở ra luôn. Nội mới nhìn vào bên trong, nội mới thấy là ở bên trong cái căn nhà này nó rất là to và cao. Nó được trống bằng những cái cây trụ, cây cột bự dữ lắm. Nhưng mà cái làm nội ấn tượng nhất chính là một cái cây trụ nó nằm giữa nhà, mà nó to tới mức mà khoảng độ là 2-3 người ôm vẫn không hết được toàn bộ cái trụ này. Nội mới thấy là trên cái trụ này nó trống rất là nhiều những cái cọc, cây cọc, cây cọc, mà nguyên một cái căn nhà này á, nó được thắp sáng bằng những cái cây đèn cầy, rồi những cái đèn lồng mà màu trắng nha, đầy rẫy xung quanh luôn. Nội mới nhìn kỹ vô, nội mới thấy là bên trong căn nhà này, ngoài nội nha, là còn có thêm 10 người nữa. Đàn ông có, phụ nữ có, nhưng mà gương mặt của những cái người này xám xịt thôi, đầu tóc thì rối tung rối nhùi lên, quần áo thì sọc sệt. Nhìn lại bản thân của nội thì cũng không khá giả hơn người ta là mấy đâu. Nội thì cảm thấy quá là mệt rồi, bởi vì trời sắp tối nên là nội mới tựa vào trong một cái cây cột để mà ngồi nghỉ một tí rồi hồi tìm nhà của mình. Thì nội ngồi một chút xíu như vậy rồi ngủ quên lúc nào nội không hay luôn. Cho đến lúc đó thì nội và tất cả những người ở trong cái căn nhà này bị thức giấc bởi những cái tiếng mà két 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 mở cửa, rồi tiếng của những cái song sắt mà nó đập xuống dưới đất á. Thì tất cả những người này mới xoay đầu nhìn về cái hướng của cái phía âm thanh đó, thì mới thấy nha là có nguyên một người mặc cái bộ đồ màu nâu, đầu tóc thì nó nối rùi lên bù xù như vậy, hai cái tay thì bị cột vào trong cái xích, cái cổ thì bị cột cái còng mà bằng gỗ mà giống như là phim bên Trung Quốc ngày xưa mà những cái người mà nhận án tử đó. Thì nội mới thấy là ở phía hai bên là có hai cái người nha, rất là to mà nhìn cái khuôn mặt hung dữ lắm, đen đúa, đặc biệt là có nguyên hai cái răng nanh dài vậy này nè, rồi đang xách cái người đó để mà kéo thẳng tới cái trụ cột nha. Thì cái người này á quá là sợ, mới van xin tha, nhưng mà hai cái người đi theo đó đâu có tha đâu, nắm cái đầu mà kéo xách như vậy nè.
rồi mới đưa thẳng tới cái cây trụ cột mà bự nhất giữa nhà. Rồi tự nhiên cả ba người đó nha, mới bị hút đẩy lên trên cái cây trụ luôn. 10 người xung quanh với bà nội sợ quá là sợ luôn, mới la làng, mới bỏ chạy ra khỏi cái căn nhà đó luôn. Nội cứ cắm đầu, cắm mắt, cắm cổ như vậy để mà chạy, chạy ơi là chạy luôn, cho tới khi nội mới thấy là trời bừng sáng rồi. Nhìn lại xung quanh thì nội mới chợt nhận ra mình lại đứng ở ngay gần với cái mé ruộng. Cái lúc mà nội bị bất tỉnh, nội tỉnh dậy á, mọi thứ nó vẫn y chang ngày hôm qua luôn. Thật sự là nội không hiểu chuyện gì đang xảy ra đối với nội. Nội khóc nhiều lắm, bởi vì nội nhớ đến những đứa con của nội. Bây giờ là ở nhà ai sẽ chăm lo cho con của mình, rồi cơm nước, rồi mọi chuyện như thế nào. Nội chỉ nhớ về mấy đứa con thôi, rồi cố gắng để mà tìm cách quay trở về được nhà để mà lo cho mấy đứa con của mình. Rồi nội cứ đâm đầu vào cái con đường đó để mà quay trở về nhà. Cái lần này nội đi á, thì nội mới thấy là xung quanh có những cái ngôi nhà, rồi có những cái người rất là lạ lẫm cứ nhìn về phía bà nội. Có những người cũng đi ngược hướng với nội, rồi cứ nhìn chăm chăm vào nội bằng một cái ánh mắt gì đó rất là nghi ngại luôn. Cho đến khi nội quay trở lại được cái con đường mà về đúng nhà của mình, thì nội vẫn không hề thấy được nhà của mình đâu cả. Vẫn là nhà của ông hai, ông ba, bà ba gì đó, nhưng mà vẫn không tìm thấy nhà của mình. Cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi hoài luôn. Cho đến khi mà trời gần tối vẫn không tìm ra được nhà của mình, nội lại tiếp tục nhìn thấy lại cái căn nhà đỏ 7-8 lầu đó. Bây giờ không biết đi đâu về đâu, nội lại tiếp tục quay trở lại cái căn nhà đó. Thì lần này nội mới thấy á, ở bên trong cái căn nhà này nè, không còn 10 người nữa mà chỉ còn có 8 người thôi. Nội cũng không biết làm sao, lại tiếp tục tựa vào trong một cây cột để mà ngồi nghỉ. Thì tất cả mọi người đang ngồi nghỉ như vậy thì tự nhiên lại nghe thấy những cái tiếng la, tiếng hét. Mới quay đầu lại nhìn á, thì lại tiếp tục thấy là hai cái người to con mà đen đúa mà răng nanh ngày hôm qua đó, đang xách một người kéo vào bên trong. Mà cái người này cũng bị cột xích lại. Có điều là người này ướt nhẹp hết, đầu tóc cũng ướt, mà quần áo cũng ướt, mà mặt mũi thì tái nhợt rồi. Bị hai cái người đó nắm chân mà kéo rồi quăng thẳng vào trong cái cây cột bự ở giữa nhà. Rồi thế rồi cả ba bắt đầu lại bị tiếp tục hút lên phía lên trên. Nội với 8 người còn lại quá là sợ, lại la rồi lại bỏ chạy ra khỏi cái căn nhà này. Cho tới khi mà nội cứ chạy chứ gì cứ chạy, rồi nội lại bừng tỉnh mới thấy là trời lại sáng. Và rồi mình lại đứng ở ngay cái mé ruộng một lần nữa. Rồi những ngày sau á, mọi chuyện nó cứ lặp đi lặp lại như hai cái ngày trước. Chỉ có điều á, là mỗi lần mà nội tới được cái căn nhà đó thì cái số lượng người ở trong cái căn nhà này nó càng ngày nó bơi đi. Cho tới cái ngày mà trong cái căn nhà này á, nó chỉ còn khoảng độ là 4 người thôi. Thì mọi người mới tụ tập lại với nhau để mà nói chuyện. Thì có một cái ông trong đó, ổng mới kể rằng á, ổng nói rằng là ổng đang trên đường để mà đi thăm bệnh người ta. Thì ổng bị xe tông. Cho tới khi mà ổng bất tỉnh, ổng tỉnh dậy á, thì ổng không thấy người đâu, mà ổng cũng không thấy xe đâu. Ổng thấy ổng đang bơ vơ giữa đường như vậy á, rồi ổng cố gắng để mà tìm đường để mà về nhà của ổng, nhưng mà không tìm được đường về nhà, và cuối cùng là cũng tới cái căn nhà này như những người còn lại luôn. Thì bà nội bây giờ là bà nội kiểu như là hiểu rồi, hiểu là rõ ràng là mình bị chuyện gì rồi, và có thể là mình đang ở dưới âm phủ, cõi âm như thế nào đó. Thì nội mới cố gắng để mà bỏ chạy, nội cố gắng tìm lại được cái căn nhà của mình, vẫn không tìm được. Cho tới cái ngày đó là ngày thứ 12, nội mới suy nghĩ là bây giờ là không tìm đường để mà về nhà của mình nữa, mà tìm đường để mà về nhà của ông nội của anh đó. Mà may mắn sao là bà nội của anh tìm lại được cái căn nhà của ông nội. Khi mà bà nội gần tới nhà thì mới thấy là bóng dáng đó ai mà quen quen ta. Hình như là chồng của mình, thì đúng thiệt là ông nội của anh đang ngồi ở đằng trước nhà để mà chặt củi. Bà nội mới vội la lớn lên, ông ơi ông ơi. Ông nội khi mà nghe thấy cái tiếng nói mới quay đầu lại để mà nhìn á, thì thấy đó là vợ của mình. Ông nội mới vội quăng cái cây rìu chạy thẳng tới để mà ôm. Hai vợ chồng ôm mà khóc quá trời là khóc. Ông nội chưa kịp nói gì thì bà nội mới tức. Bà nội mới đánh thùi thụi vào trong ngực á. Bà nội mới nói là tại sao mà ông chết ông bỏ tôi. Rồi ông có biết là ba của ông á là đuổi tôi ra khỏi nhà không? Tôi cùng với 5 đứa con cực khổ trăm bề luôn á. Ông có biết không? Ông có biết là tôi khổ lắm không? Thì ông nội mới cố gắng để mà an ủi bà nội, mới lấy cái vạt áo để mà lau nước mắt đi. Thì ông nội lúc này mới chợt nhận ra, mới hỏi là ủa tại sao mà bà có thể đến được đây, tại sao bà đến được đây, đây đâu phải là chỗ cho người sống đâu, đây là chỗ của người chết mà. Thì bà nội mới nói là tôi không biết ông ơi.
Tự nhiên là tôi đi mừng ruộng về, rồi tôi té xỉu, rồi tôi tỉnh dậy là tôi thấy là tôi ở ngoài đường như vậy á. Tôi cố gắng để mà tìm đường về nhà nhưng mà tôi không tìm được. Nó cứ tới vào trong cái căn nhà màu đỏ mà bự thiệt bự thôi. Đến ngày hôm nay là tôi mới quay trở về nhà của ba ông á, để mà tôi tìm ông thì tôi tìm được ông nè. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi hết. Thì bà nội kể hết lại toàn bộ cho ông nội nghe. Thì ông nội mới nói á, là cái chỗ này là chỗ của người chết. Cái căn nhà màu đỏ mà bà thấy á, đó là nhà của Thành Hoàng, thần Thành Hoàng như thế nào đó. Thì ông nội mới nói á, sở dĩ là bà thấy được tôi, bà về nhà bà gặp được tôi là chưa tới số chết, nên là Thành Hoàng mới cho tôi ở lại đây, đợi đến ngày mà tôi chết thì tôi sẽ được đi đầu thai chuyển kiếp, kiểu như là hết số mạng thì mới được đầu thai chuyển kiếp đó. Thì bà nội mới kêu là bây giờ làm sao để mà tôi về nhà để mà thăm các con của mình đây. Thì bản thân của ông nội cũng không biết làm sao cả, bà nội ông nội cũng không biết phải xử lý chuyện này chơi thế nào. Cho nên lúc đó thì mới nghe thấy đằng sau lưng cái tiếng mô Phật. Thì ông nội với bà nội mới quay ra nhìn thì mới thấy là một vị sư. Cái vị sư này mới nói là sư tới đây để mà giúp con, đưa con quay trở về nhà. Thì mọi người hình dung không, là lúc mà bà nội của anh á ngước xỉu ở trên nhân thế thì mọi người xung quanh người ta cũng tìm được rồi, và cuối cùng là cũng nhờ những vị sư thầy tới để mà giúp đưa hồn của bà nội trở về đó. Thì cái vị sư này khi mà ở dưới cõi âm mới nói như vậy nè, đây á âu cũng là số kiếp hết thôi, thì mới kể lại cho bà nội với ông nội nghe là sở dĩ tại sao mà ông nội chết á, là do bị một cái vong nữ nó theo nó ám, nó mới làm cho ông nội đạp trúng cái quả bom ở trong cái bụi tre đó, khiến cho ông nội mất mạng. Và sau đó là nó đi theo để mà bắt hồn của bà nội luôn. Thì cuối cùng là hồn của bà nội mới lưu lạc ở cái chốn này nè. Thì cái vị sư này đi ngang qua nên là mới giúp gia đình của bà nội đầu tiên là thu phục được cái vong hồn của cái nữ theo ám để mà hãm hại rồi đó, rồi mới xuống đây để mà đưa hồn của bà nội quay trở về nhân thế. Thì cuối cùng là sau khoảng độ là 12 ngày bất tỉnh ở trên nhân thế, rồi 12 ngày cái hồn của bà nội lang thang ở cõi âm như vậy á, thì may mắn là đã được vị sư này đưa quay trở về nhân thế rồi. Cái khúc mà bà nội bừng tỉnh dậy á, thì mọi người thân trong nhà thấy á, trời khóc quá trời là khóc luôn, ôm bà nội khóc lắm. Mọi người kêu rằng là tưởng là bà nội chết tới nơi rồi, chuẩn bị làm tang lễ, bởi vì lâu quá rồi cũng không thể nào đưa bà nội quay trở về lại được đó. May mắn là bà nội đã thoát chết rồi. Sau cái lần đó là bà nội ốm tâm ốm teo luôn, người yếu nhớt à, bà nội phải nằm lại ở nhà khoảng độ là 1-2 tháng, sức khỏe bà nội mới hoàn toàn bình phục trở lại như thường. Thì đó là câu chuyện mà bà nội của anh kể lại cho anh nghe. Một cái câu chuyện anh nói rằng có thể thực sự là nhiều người người ta không tin, nhưng mà những ai á, đã biết về những câu chuyện về tâm linh và đã từng trải qua cái cảnh mà cận kề cái chết rồi thì chắc chắn rằng sẽ hiểu được cái cảm nhận của bà nội của anh. Và dường như khi mà kể lại cái câu chuyện này cho anh nghe, bà nội của anh đã biết chắc về cái chết của mình. Và đúng thật, khoảng độ là tháng 10 cùng cái năm đó thì bà nội của anh đã ra đi và đã hoàn toàn khép lại chuỗi những cái câu chuyện tâm linh ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người bởi vì đã xem hết toàn bộ video của ngày hôm nay. Mọi người thấy sao về những câu chuyện này? Nhớ để lại comment cho Nam biết nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.